Xin mời cả nhà gửi ra hoa hồng nhanh gọn lẹ nè. Tên tên tên. Trời ơi, nhìn nó vậy á, nó rụng, nghĩ cảnh nó rụng tiếc quá cả nhà. Cái hoa hồng này tại vì mình tự trồng cho nên mình không có sợ thuốc sâu gì á, cho nên mình sẽ chế biến thành đồ ăn. Mứt hoa hồng thì mình chế biến rồi, bây giờ mình sẽ làm bánh hoa hồng nè, gỏi hoa hồng nè. Đó, hai cái món đó là mình mới vừa học á, mà mình thấy khá là ngon á. Love a cake. Núp lùm hả? Đây mình bắt nước luộc gà cả nhà, nước sôi rồi. Mình sẽ cho củ hành vô, sả vô. Cái phần đùi gà này hơn 1 kg. Đây là mình vừa làm món nướng và vừa làm món gỏi. Món gỏi thì mình sẽ luộc với cái nước này. Đây là 4 cái đùi gà organic là mình sẽ làm gỏi. Còn những cái đùi kia là mình nướng, là đùi gà công nghiệp đó cả nhà. Mình phải dọn tủ lạnh để mua gà ta, tại vì mình mới phát hiện ra một cái mối gà ta ở Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ em gái ở Busan. Trời ơi nghe mà mừng dễ sợ. Bây giờ mình sẽ cho gà này vô nè. Luộc. Đây, cái này là luộc nửa tiếng là chín rồi đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng muối nè, muỗng muối nhỏ, một muỗng đường nhỏ. Và sau 30 phút luộc thì bây giờ mình vớt ra. Những cái nguyên liệu để trộn gỏi gà hoa hồng thì mình đã chuẩn bị rồi, cho nó nhanh khỏi mất thời gian cả nhà đó. Đây là có tỏi nè, ớt nè, lá hương thảo này có cũng được không cũng được cả nhà, tại vườn đang có cho nên mình tận dụng mà mình bỏ thêm những cái đọt này nè. Nó vừa non mà vừa thơm, ăn cũng rất là ngon. Cà rốt, hành, những cái này là bỏ rau thơm á cả nhà, mình thái nhỏ ra đó. Hành ngò và lá quế đó. Đây, nguyên liệu chủ đạo là hoa hồng nè. Cái hoa hồng này đã rửa sạch để loại hết các côn trùng ra nha, tại vì mình không có phun thuốc cho nên côn trùng nó rất là nhiều. Mà mình tách từng cánh ra nè, rồi mình loại hết những cái côn trùng ra, rồi rửa bằng muối rồi mới trộn đó cả nhà. Cũng cái khâu rửa nó khá là công phu, nó khá là lâu cho nên mình không có quay mất thời gian. Cái đây là cải bắp tím. Xé ra. Miếng ra. Cái miếng này mình mua ở Việt Nam. Mua 1 kg luôn đó cả nhà. Ăn được lắm, mỗi lần ăn là để vô cái nó chín liền. Loại này là miếng đậu xanh. Tiếp tục tổ thứ hai, cái chân gà cắt xong rồi bỏ vô lại, ngọt nước thêm. Đây, bỏ rau lên, cho thêm vài miếng thịt bên đây nữa là ra tô miếng rồi. Đơn giản vậy mà cho nó nhanh đó cả nhà, mà cũng ngon nữa. Tô thứ hai. Đây là 2 lọ. Tối luôn. Ăn với dì gỏi là no. Rau lên. Bên đây thì trộn gỏi. Mình cho 1 muỗng đường. 1 muỗng nước mắm nhỉ. Nước mắm này là 15 ml đó. Tỏi lên. Mình trộn cũng đơn giản. Cái này để trộn nè. Cho rau lên. Cho tất cả rau
vô. Nhảy như rang giữa. Chanh nó non, nó sẽ không có bị đắng cả nhà. Nên là mình trộn vô đây luôn. Cái này cũng vậy, cái rosemary hương thảo nè, non, ăn rất là ngon. Cho lên cái đĩa này luôn. Xong rồi bây giờ mình sẽ múc gà, múc lên. Miếng giả chiến, miếng gà giả chiến. Rắc tiêu lên cho thơm. Thế là xong đó cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Gỏi gà hoa hồng. Rồi tận dụng cái nước làm miếng gà luôn. Rất là lẹ. Xin mời cả nhà gỏi gà hoa hồng nhanh gọn lẹ nè. Tên tên tên. Ăn hương ăn hoa, ăn hương ăn hoa rồi ăn thêm miếng gà mới no. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới.